Đảng Bảo Hoàng FUNCINPEC do Hoàng thân Norodom Chakravert, người gọi quốc vương Norodom Sihamoni là Hoàng Thúc, đã giành được 5 ghế trong cuộc bầu cử tại Campuchia. Theo Khmer Times, tính đến khuya ngày 23 tháng 7, đã có 2.614.204 phiếu, 31,97%, được đếm. Trong đó, CPP của Thủ tướng Hun Sen giành được 2.076.117 phiếu, 83,22%, và FUNCINPEC đạt được 209.116 phiếu, 8,38%. Cuộc bầu cử năm nay có sự tham gia của 18 chính đảng. Ngày 23 tháng 7, cuộc bầu cử diễn ra thành công và trật tự, với hơn 8,2 triệu trong tổng số 9,7 triệu cử tri hợp lệ tham gia bỏ phiếu, tức là tương đương 84,58%. Công bố kết quả bầu cử chính thức từ ngày 9 tháng 8 4.9 được xác nhận bởi Ủy ban Bầu cử Quốc gia Campuchia, NEC, bao gồm số ghế mà mỗi đảng giành được. Phát ngôn viên Sóc Ayan của CPP xác nhận kết quả sơ bộ và cho biết, chúng tôi không chỉ thắng cử mà còn thắng áp đảo. Chúng tôi sẽ tiếp tục phục vụ nhân dân với sự vui vẻ. Trước đó, CPP đã thông báo rằng tướng Hun Manet, con trai cả của Thủ tướng Hun Sen, cũng đã giành được một ghế trong quốc hội, điều kiện để ông có thể trở thành thủ tướng nếu được các nghị sĩ bầu chọn. Sáng qua, ông Hun Manet đã chia sẻ thông điệp trên mạng xã hội, bày tỏ sự cam kết tiếp tục phục vụ đất nước và nhân dân tốt hơn trong tương lai. Trong cuộc bầu cử này, số phiếu không hợp lệ sơ bộ là hơn 440.000 phiếu, theo thông tin từ kênh truyền thông Fresh News. Trong cuộc bầu cử gần nhất vào năm 2018, tỷ lệ cử tri tham gia bầu cử là 83,02%, có 590.000 phiếu không hợp lệ và CPP giành toàn bộ 125 ghế quốc hội vào thời điểm đó.